Thông tin về công ty cổ phần xây lắp bưu điện Hà Nội chỉ có thể được tìm thấy ở những trang web của những đơn vị khác, sơ sài và không cập nhật. Điều đáng nói, doanh nghiệp này đã niêm yết trên thị trường chứng khoán cách đây 6 năm. Cơ sở hạ tầng khang trang, hiệu quả kinh doanh tốt, nhưng điều này phải đến tận nơi mục sở thị mới biết. Hansisco không phải là trường hợp duy nhất. Theo kết quả khảo sát mới nhất của Cục Thương mại Điện tử, Việt Nam hiện có hơn 200.000 doanh nghiệp, nhưng hơn 60% trong số này chưa có website. Cuộc khảo sát cũng cho thấy chất lượng của những trang web đã có còn nhiều bất cập, nội dung chưa phù hợp với mô hình kinh doanh, thông tin không được cập nhật liên tục. Khi làm việc với một doanh nghiệp thì đối tác nếu mà thấy rằng là doanh nghiệp mình mà không có trang web thì dưới con mắt của họ thì dường như là, đặc biệt đối tác nước ngoài, dường như là doanh nghiệp này có một cái vấn đề gì đó trong kể cả uy tín cũng như là quy mô, bởi vì website rất là đơn giản. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước chúng ta đã hội nhập đầy đủ. Do vậy là các doanh nghiệp cần phải lưu ý đến cái việc là xây dựng một cái hình ảnh của doanh nghiệp thật là tốt, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp xuất khẩu. Anh Nguyễn Tuấn Việt từng đoạt giải thưởng người bán hàng giỏi nhất trên hệ thống xúc tiến xuất khẩu lớn nhất thế giới Alibaba.com. Đó là kết quả của những nỗ lực ứng dụng thương mại điện tử và đầu tư xây dựng trang web. Hiện nay, anh Việt đang đem những kinh nghiệm của mình để tư vấn xuất khẩu cho hơn 100 doanh nghiệp. Theo anh, không có website hoặc website không tốt khiến doanh nghiệp bị thiệt thòi nhiều khi tiếp cận với cơ hội kinh doanh. Trên thực tế, nhiều đơn hàng xuất khẩu mà công ty Vietgo mang về cho doanh nghiệp đã bị bỏ lỡ vì những lý do như vậy. Doanh nghiệp nước ngoài thì họ ngồi ở nước ngoài, họ không thể cảm nhận được về doanh nghiệp của Việt Nam, và họ chỉ có thể biết được qua website thôi. Mà nếu mà website không tốt thì rất là khó thắng được các doanh nghiệp ở các nước như là Trung Quốc, Malaysia, Indo. Có rất nhiều doanh nghiệp có năng lực sản xuất tốt, có hệ thống nhà máy hoàn chỉnh. Tuy nhiên thì trên website của họ thì lại không thể hiện điều đó. Họ không biết đưa những cái tốt của họ đấy đưa lên website. Họ chỉ trưng bày sản phẩm giống như một cửa hàng thôi. Thành ra là khách hàng nước ngoài họ không cảm nhận được đấy là một doanh nghiệp lớn. Họ thường khách hàng nước ngoài thường đặt ra câu hỏi là không biết doanh nghiệp này có đáp ứng được cái đơn hàng 5 cân 10 cân của họ hay không. Thành ra là họ không có niềm tin và họ không đặt hàng những doanh nghiệp đấy. Một website xuất khẩu thì quan trọng nhất là hệ thống sản xuất và quy trình xuất khẩu cũng như quy trình kiểm hàng, hệ thống nhà máy của họ. Cái đấy mới là cái để đánh cuộc khách hàng nước ngoài. Bên cạnh việc cập nhật thông tin liên tục, có rất nhiều cách giúp trang web trở nên sinh động và thu hút sự chú ý của cộng đồng. Có doanh nghiệp đã sáng tạo sử dụng hiệu ứng và các tính năng đa phương tiện để giới thiệu sản phẩm dịch vụ của mình. Cách làm này đã khiến trang web trở nên hấp dẫn, đáng tin cậy, gây được thiện cảm và sự chú ý của cộng đồng và chính doanh nghiệp.